Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tổng duyệt lễ diễu binh diễu hành 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Cao Phong, nhà văn hóa thôn xóm tổ dân phố khó khăn sau sáp nhập. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ hội đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu tại 3 quốc gia trong chuyến công du 6 ngày. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 5 tại sân vận động tỉnh Điện Biên, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 tổ chức tổng duyệt cấp nhà nước lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự buổi tổng duyệt có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Dự buổi lễ có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Đúng 7 giờ 15 phút, chương trình tổng duyệt lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ chính thức bắt đầu với lễ chào cờ, xếp hình nghệ thuật, trình diễn chống hội, công bố quyết định đón nhận huân chương khen thưởng và đặc biệt là lễ diễu binh diễu hành với sự tham gia của hơn 12.000 người. Mở đầu là phần trình diễn của 11 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua lễ đài cùng với các khối diễu binh diễu hành gồm lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ, khối các dân tộc Tây Bắc, khối nghệ thuật. Sau gần 120 phút, các lực lượng đã tập trung cao độ hoàn thành chương trình tổng duyệt cấp nhà nước lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tối ngày 4 tháng 5 tại quảng trường 7 tháng 5, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức sơ duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự và chỉ đạo chương trình. Với chủ đề Điện Biên Phủ mốc vàng lịch sử, chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trong 90 phút với 3 phần: Toàn dân ra trận, Khúc tráng ca thế kỷ 20 và Điểm hẹn hòa bình. Khán giả sẽ được nhìn lại một thời kỳ oanh liệt và hào hùng của dân tộc Việt Nam khi chiến thắng một kẻ thù lớn giải phóng Điện Biên, lập lại hòa bình. Chủ đề này có sự kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, thể hiện tầm vóc của chiến thắng lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu. 14 tiết mục văn nghệ trong chương trình với đa dạng hình thức thể hiện như âm nhạc, hát, múa, hoạt cảnh, thơ đã tôn vinh các lực lượng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ như các chiến sĩ bộ binh, pháo binh và hàng chục vạn đồng bào tham gia các đội dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong, văn nghệ sĩ. Sân khấu được dàn dựng với hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại tạo nên không khí hào hùng bi tráng về những câu chuyện xúc động và rất đỗi tự hào về mảnh đất huyền thoại Điện Biên Phủ. Tại buổi sơ duyệt, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao tinh thần nỗ lực, cố gắng của đội ngũ nghệ sĩ diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên tham gia chương trình. Đồng thời nhấn mạnh, để đảm bảo tính chính trị và nghệ thuật cao cho chương trình, trên cơ sở ý kiến chỉnh sửa tại buổi sơ duyệt, ekip cần tiếp tục hoàn thiện về mặt nội dung, tập luyện với cường độ và chất lượng cao nhất để sẵn sàng phục vụ sự kiện vào ngày 6 tháng 5 tới đây. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đời binh nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Điện Biên là vùng đất ghi nhiều dấu ấn sâu đậm. Cũng tại chính vùng đất mà Đại tướng làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu, vùng đất mà Đại tướng coi như quê hương thứ hai của mình. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trở thành Đại tướng của lòng dân. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Điện Biên. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ là thành quả của nhiều yếu tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng,
Tổng Quân ủy, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Điện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có nhiều đóng góp quan trọng, trong đó phải kể đến quyết định hoãn cuộc tiến công, thay đổi phương châm tác chiến từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc, thể hiện tầm cao trí tuệ và bản lĩnh chính trị của người chỉ huy chiến dịch trước Đảng, nhân dân và quân đội. Đại tướng cũng luôn luôn là một cái tấm gương cho cán bộ, các cái thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục phải học tập. Đó là cái lòng nhân ái và cái tài thao lược trong cái nghệ thuật chỉ huy chỉ đạo của mình. Bất kỳ trong cái tình huống nào cũng vững vàng, một cái bản lĩnh của người cầm quân. Đây là những cái mà những cái bài học trong lãnh đạo chỉ đạo, bất kỳ ở một cái thế hệ nào chúng ta cũng phải noi theo. Là người lính tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, ký ức về những năm tháng ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của cựu chiến binh Nguyễn Hữu Chấp. Đặc biệt, lần ông vinh dự được gặp đại tướng đã trở thành một kỷ niệm khó quên. Thế hôm 28 tháng 3 thì luôn đào công sự để chuẩn bị cho cái trận đánh. Thì cụ mới đến thì 10 giờ tối, cụ nói tiếng Quảng Bình, cậu nào hút thuốc lào cho tớ điếu. Thế là có cậu nó hút thuốc lào, nó bảo đây ạ, à, tối cũng chả biết ai à, bác hút đây ạ, à, cháu có đấy. Thế là cậu cho điếu thuốc lào để đánh cái diêm lên thì thấy cũng giáp. Tôi nói rằng là cụ rất đơn giản mà bộc mạc. Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn dành cho Điện Biên Phủ nói chung, Mường Phăng nói riêng những tình cảm đặc biệt. Sau nhiều lần trở lại đây vào năm 1994 và 2004, với mong muốn giúp nhân dân Mường Phăng có điều kiện hơn trong sản xuất, năm 2008, Đại tướng đã viết thư gửi Bộ Chính trị, Chính phủ và các bộ ngành trung ương đề nghị xây dựng hồ thủy lợi Lọng Luông. Công trình hồ Lọng Luông được khánh thành vào đúng ngày 7 tháng 5 năm 2013, cấp nước tưới tiêu thường xuyên cho diện tích đất trồng lúa sản xuất hai vụ của bà con nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Trước đây thì chỉ trồng được một vụ. Sau này xây dựng được cái hồ này thì trồng được hai vụ. Chúng tôi rất là phấn khởi. Theo dòng chảy thời gian, những hình ảnh câu chuyện về Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn luôn được trao truyền, trở thành cầu nối để thế hệ trẻ có cơ hội biết đến và tưởng nhớ về công lao của vị tướng tài ba, lỗi lạc của dân tộc Việt Nam. Là một người con được sinh ra tại mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng, thì mình sẽ cố gắng giữ gìn và bảo tồn các truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và noi gương thế hệ ông cha ta, và trong đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp ạ. Những ngày này, đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên hân hoan một niềm vui đặc biệt, vững bước trên con đường xây dựng và phát triển. Công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp chưa khi nào phai nhạt trong lòng đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên, trở thành động lực để tiếp tục nỗ lực xây dựng quê hương. Ngày 5 tháng 5 tại tỉnh Kon Tum, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các bộ ngành địa phương hoàn thiện các nghị định, các hướng dẫn về phòng chống cháy rừng, trên cơ sở lấy thêm ý kiến của các bộ ngành các địa phương. Bộ có trách nhiệm tiếp nhận các yêu cầu về kinh phí cho công tác phòng chống cháy rừng của các địa phương trình lên Chính phủ. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo kịp thời tình hình diễn biến thời tiết, thực hiện tốt công tác tuyên truyền về phòng chống cháy rừng từ nay cho đến hết mùa khô. Đối với các địa phương phải nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, trong đó đề cao tính chủ động trách nhiệm của người đứng đầu, chuẩn bị chu đáo cho nguyên tắc 4 tại chỗ, ra soát lại các phương án kịch bản, đặc biệt trong tình thế hết sức phức tạp của thời tiết. Chăm lo nhiều hơn đến lực lượng kiểm lâm, lực lượng phòng chống cháy rừng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong dự báo cháy rừng, cảnh báo cháy rừng sớm.
năm 2023, cả nước đã xảy ra 310 vụ cháy rừng với tổng diện tích trên 674 ha. 4 tháng đầu năm 2024, cả nước đã xảy ra 89 vụ cháy rừng với diện tích rừng bị ảnh hưởng khoảng 498 ha, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nền nhiệt và số ngày nắng nóng cao hơn trung bình nhiều năm, nhất là trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 4. Cháy rừng đã làm ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý bảo vệ rừng, thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Đặc biệt có những vụ cháy rừng đã gây thiệt hại về người. Đối với tỉnh Hòa Bình, tình trạng nắng nóng gay gắt đã diễn ra trong thời gian qua. Nhiệt độ trong ngày phổ biến ở mức 37 đến 39 độ C, có thời điểm trên 40 độ C. Cháy rừng đã xảy ra ở một số huyện Đà Bắc, Lạc Sơn và thành phố Hòa Bình với tổng diện tích khoảng 8,89 ha. Trong thời gian 9 ngày, đoàn công tác của tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, tham gia chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ, Canada năm 2024 đã hoàn thành tốt các nội dung kế hoạch đề ra. Đoàn đã đến thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, trao đổi cung cấp các thông tin về tiềm năng thế mạnh của tỉnh Hòa Bình, các nhu cầu về thu hút các dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, xuất khẩu hàng hóa nông sản, du lịch. Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cam kết sẽ đồng hành hỗ trợ và kết nối các nhu cầu của tỉnh đến với các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Hoa Kỳ nói riêng và các nước khác nói chung. Đoàn đã làm việc và tìm hiểu thị trường chứng khoán New York tại trụ sở của sàn chứng khoán New York, đến thăm và làm việc với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Houston, Hoa Kỳ. Thăm và làm việc với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Vancouver, Canada, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vancouver, Canada khẳng định sẽ tiếp tục tạo mối liên kết nhằm hỗ trợ để các địa phương ở Việt Nam kết nối với các đối tác tại tỉnh bang British Columbia, đẩy mạnh hơn nữa việc làm cầu nối giữa các tổ chức doanh nghiệp của Canada với các tỉnh thành, quảng bá giới thiệu các tiềm năng thế mạnh, hình ảnh của các địa phương, văn hóa con người của các tỉnh với các tổ chức, người dân Canada và kết nối các cơ hội hợp tác về kinh tế, giao lưu văn hóa nhằm phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương. Tham gia buổi tọa đàm kết nối Việt Nam-Canada với chủ đề đẩy mạnh tăng cường xuất khẩu, đầu tư thương mại giữa các địa phương Việt Nam-Canada tại thành phố Vancouver. Tại phiên thảo luận, đồng chí Bùi Văn Khánh đã có bài phát biểu tham luận về chính sách ưu tiên sản xuất và chế biến hàng xuất khẩu chất lượng cao hướng tới mục tiêu giảm phát thải và bảo vệ môi trường tại tỉnh Hòa Bình. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình đã ký bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam tại Canada. Tại các buổi tọa đàm, các tổ chức doanh nghiệp của khu vực rất quan tâm đến việc hợp tác đầu tư thương mại, du lịch với các tỉnh của Việt Nam cùng tham dự nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng. Trong thời gian tới, phía bạn sẽ sang Việt Nam để khảo sát, làm việc cụ thể về các nội dung các tỉnh của Việt Nam mong muốn tại buổi tọa đàm. Tại gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, bên lề các buổi tọa đàm đã đón tiếp được rất nhiều tổ chức cá nhân doanh nghiệp, nhà đầu tư của Hoa Kỳ và Canada đến thăm và tìm hiểu. Đoàn đã cung cấp rất nhiều ấn phẩm tài liệu cho phía bạn để nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư thương mại. Các đồng chí lãnh đạo của Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao và các cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada cam kết sẽ tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ, làm cầu nối cho tỉnh Hòa Bình, triển khai các bước tiếp theo nội dung các bên đã trao đổi tại các buổi làm việc và các mong muốn kết nối trên các lĩnh vực đầu tư thương mại, du lịch mà tỉnh Hòa Bình đang quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ khởi công công trình nhà lớp học điểm trường tiểu học và trung học cơ sở Ngổ Luông, huyện Tân Lạc. Tới dự có đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Điểm trường tiểu học và trung học cơ sở Ngổ Luông, huyện Tân Lạc có 57 em học sinh, 100% là con em đồng bào dân tộc Mường. Điểm trường nằm ở xóm Chằm, cách trung tâm xã 8 km.
đây là địa bàn thuộc diện khó khăn của xã Ngổ Luông. Những năm qua, điểm trường chỉ có 4 phòng học, trong đó chưa có phòng học bộ môn và công trình nhà vệ sinh, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học của nhà trường. Chia sẻ khó khăn với chính quyền và nhân dân địa phương, thực hiện chủ trương hỗ trợ chương trình an sinh xã hội, đơn vị tài trợ là Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đầu tư xây dựng công trình điểm trường tiểu học và trung học cơ sở Ngổ Luông, gồm 4 phòng học kiên cố, hệ thống tường rào, bờ kè và công trình nhà vệ sinh với tổng số tiền là gần 5 tỷ đồng. Công trình dự kiến sẽ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong năm học 2024-2025. Điểm trường xóm Chằm được xây dựng và sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ giúp các em học sinh nơi đây có một ngôi trường mới khang trang, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt học tập, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục. Những thông tin sau đây sẽ nối tiếp chương trình thời sự hôm nay. Cao Phong, nhà văn hóa thôn xóm tổ dân phố, khó khăn sau sáp nhập. Giáo dục STEM, kích thích tính chủ động, sáng tạo và linh hoạt cho trẻ. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện sáp nhập thôn xóm tổ dân phố, huyện Cao Phong đã giảm từ 124 thôn xóm còn 88 thôn xóm. Tuy nhiên, sau sáp nhập, nhiều địa phương đang đối diện với tình trạng thừa thiếu nhà văn hóa xóm, khu dân cư, ảnh hưởng đến việc sinh hoạt cộng đồng của người dân. Phản ánh của phóng viên thời sự. Trước khi chưa sáp nhập, nhà văn hóa khu 4 phục vụ sinh hoạt cộng đồng của 170 hộ dân. Năm 2019, thực hiện sáp nhập khu dân cư 4 và khu dân cư 6 thành khu dân cư 4, với số hộ tăng thêm 110 hộ. Trong khi nhà văn hóa khu 4 do xây dựng nhiều năm nay đã xuống cấp và chật hẹp, diện tích sử dụng khoảng 70m² nên không đảm bảo chỗ ngồi cho người dân khi tổ chức các hoạt động cộng đồng. Cùng với đó, nhà văn hóa được xây dựng cạnh ngay tuyến đường quốc lộ 6, không có sân nên khó khăn cho việc để các phương tiện giao thông đỗ mỗi khi khu dân cư tổ chức sinh hoạt cộng đồng. Trong lúc nhà văn hóa khu dân cư 4 khó khăn chỗ sinh hoạt thì lại thừa nhà văn hóa khu dân cư 6. Cái nhà văn hóa khu 4 ấy, thì thứ nhất là xây dựng đã lâu, hiện nay đã dột nát. Để tổ chức các cái sự kiện cho nhân dân sinh hoạt cộng đồng ấy, thì rất là khó khăn. Rất mong được tỉnh, huyện sớm quan tâm về cái cơ chế chính sách xây dựng nhà văn hóa. Tình trạng vừa thừa vừa thiếu nhà văn hóa xóm khu dân cư cũng như không đảm bảo về diện tích, các trang thiết bị hoạt động và một số nhà văn hóa có vị trí không thuận tiện cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân sau sáp nhập. Đây là những vấn đề chung của các xóm khu dân cư sau sáp nhập ở huyện Cao Phong. Trước đây, nếu mỗi xóm khu dân cư có một nhà văn hóa làm nơi sinh hoạt cộng đồng, thì sau khi sáp nhập, một xóm khu dân cư có tới 2 đến 3 nhà văn hóa. Tuy nhiên, một thực tế tại các xóm có 2 nhà văn hóa nhưng vẫn rơi vào tình trạng vừa thừa vừa thiếu do nhà văn hóa xây dựng từ nhiều năm, quy mô nhỏ hẹp. Hiện nay, tỷ lệ nhà văn hóa chật hẹp xuống cấp không đảm bảo các thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện Cao Phong chiếm hơn 40%. Hầu hết các nhà văn hóa đều xây dựng trước khi thực hiện sáp nhập. Các nhà văn hóa xây dựng cũ có diện tích nhỏ, hội trường ghế ngồi chỉ phù hợp với xóm, khu dân cư có dân số ít. Đối với các cái xóm mà được sáp nhập thì do là cái quy mô nó tăng cho nên là hầu hết là các cái hệ thống cái cơ sở vật chất các nhà văn hóa của các xóm trước đây thì đều không đáp ứng được cái nhu cầu, thường đa số là nó rất là chật hẹp. Thì đối với Cao Phong thì chúng tôi cũng phối hợp với các phòng chức năng, trực tiếp là cơ quan thường trực của chương trình là phòng dân tộc, thì cũng đã phối hợp với các xã tiến hành khảo sát và tham mưu cho huyện để có cái lộ trình, cái kế hoạch để đầu tư xây dựng từng bước đấy, theo cái thứ tự ưu tiên. Đấy, những chỗ nào mà khó khăn hơn thì ưu tiên đầu tư trước. Để khắc phục khó khăn trước mắt, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Cao Phong đã vận động người dân chủ động khắc phục khó khăn, đồng thời huy động xã hội hóa để sửa chữa và nâng cấp tạm thời các nhà văn hóa xuống cấp. Về lâu dài, rất cần sự quan tâm của các cấp các ngành. Để nhà văn hóa xóm khu dân cư phát huy hiệu quả là nơi tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng dân cư. Chuyển sang các tin tức quốc tế,
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ hội đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu tại 3 quốc gia trong chuyến công du 6 ngày, bắt đầu từ Chủ nhật. Ông Tập sẽ tới Pháp, Serbia và Hungary. Đây sẽ là chuyến đi đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới châu Âu sau 5 năm. Tại Pháp, ông Tập dự kiến sẽ gặp người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron. Họ sẽ thảo luận về quan hệ song phương và tình hình ở Ukraine và Trung Đông. Ông Tập cũng dự kiến sẽ tổ chức các cuộc đàm phán ba bên tại Pháp với ông Macron và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Cả ba sẽ thảo luận về mối quan hệ Trung Quốc-EU. Chủ tịch Trung Quốc dự kiến sẽ gặp Tổng thống Alexander Vučić tại Serbia. Ông cũng sẽ gặp Thủ tướng Viktor Orbán tại Hungary. Các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về những gì đã đạt được thông qua sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tin rằng chuyến thăm của ông Tập sẽ rất quan trọng đối với mối quan hệ giữa Trung Quốc và châu Âu. Bộ cũng tin rằng chuyến đi sẽ đóng góp cho hòa bình và phát triển thế giới. Người đứng đầu mới của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ vừa bày tỏ sự thận trọng mạnh mẽ đối với Trung Quốc và cho biết ý định tăng cường hợp tác với các đồng minh nhằm tăng cường khả năng răn đe trong khu vực. Đô đốc Samuel Paparo đã phát biểu tại Hawaii trong buổi lễ thay đổi chỉ huy để kế nhiệm đô đốc John Aquilino. Tư lệnh Paparo cho biết Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ phải sẵn sàng đáp trả các kế hoạch ngày càng xâm phạm vào bành trướng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông cho biết họ sẽ phối hợp với các đồng minh và đối tác để bảo vệ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng phát biểu tại buổi lễ. Ông cho biết Trung Quốc là quốc gia duy nhất sẵn sàng và ngày càng có khả năng thống trị khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cũng như định hình lại trật tự toàn cầu cho phù hợp với tầm nhìn chuyên quyền của mình. Ông nói đó là lý do tại sao Trung Quốc vẫn là thách thức của bộ của ông. Cảnh sát Canada đã bắt giữ 3 người đàn ông vì tình nghi giết một thủ lĩnh phe ly khai người Sikh vào năm ngoái và cho biết họ đang điều tra mối quan hệ có thể có của các nghi phạm với chính phủ Ấn Độ. Lãnh đạo tôn giáo Hardeep Singh Nijra bị bắn chết vào tháng 6 năm ngoái bên ngoài một ngôi chùa gần Vancouver. Ông là công dân Canada và được cho là người ủng hộ phong trào độc lập ở miền Bắc Ấn Độ. 3 nghi phạm đều là công dân Ấn Độ. Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã cáo buộc chính phủ Ấn Độ liên quan đến vụ xả súng chết người. Phát biểu với các phóng viên, cảnh sát liên bang Canada cho biết họ đã bắt giữ 3 công dân Ấn Độ ở độ tuổi 20 vì bị cáo buộc đóng vai trò trong vụ giết người. Cảnh sát cho biết các nghi phạm trú tại một ngôi nhà ở thành phố Edmonton ở Alberta, cách nơi thủ lĩnh người Sikh bị bắn chết khoảng 800 km. Vụ giết người đã gây ra rạn nứt ngoại giao giữa Canada và Ấn Độ. Chính quyền Canada cáo buộc chính phủ Ấn Độ có thể có liên quan. Ấn Độ đã bác bỏ cáo buộc này. Ottawa đã trục xuất một đặc phái viên Ấn Độ bị cáo buộc có liên quan đến vụ giết người. Mâu thuẫn đã khiến New Delhi yêu cầu Ottawa giảm số lượng nhà ngoại giao ở Ấn Độ. Lần đầu tiên kể từ đại dịch COVID-19, Triều Tiên đã cho phép sinh viên Trung Quốc nhập cảnh bằng học bổng chính phủ. Đây là tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc tại Bình Nhưỡng. Mới đây, Đại sứ quán Trung Quốc đã đăng một bức ảnh lên trang web của mình cho biết 41 sinh viên đã đến Bình Nhưỡng. Đại sứ quán cho biết sự kiện này đánh dấu sự nối lại chính thức các chương trình trao đổi nghiên cứu giữa Trung Quốc và Triều Tiên. Kể từ khi cho phép khách du lịch từ Nga trở lại vào tháng 2, chính quyền Triều Tiên đã tích cực hơn trong việc mở cửa biên giới. Thưa quý vị và các bạn, STEM là phương pháp giảng dạy tích hợp nhằm trang bị cho trẻ mầm non đầy đủ kiến thức kỹ năng liên quan đến 5 lĩnh vực gồm khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật, toán học, qua đó kích thích tính chủ động sáng tạo của trẻ trong học tập vui chơi. Hiện các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Hòa Bình đã chủ động ứng dụng linh hoạt sáng tạo giáo dục STEM vào giảng dạy. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đây là một buổi thực hiện hoạt động giáo dục STEM tại trường Mầm non Tư thục Sao Mai, thành phố Hòa Bình. Với các hoạt động toán tư duy lập trình thông qua robot Emtini, lĩnh vực phát triển ngôn ngữ, kể chuyện cổ tích cùng Lego coding, lĩnh vực phát triển thẩm mỹ với hoạt động sáng tạo rối tay. Thay vì học qua lý thuyết, trẻ được tiếp thu kiến thức bằng trải nghiệm trực quan, tham gia thực hành và tự tay tạo ra sản phẩm. Phương châm của giáo dục mầm non đó là học thông qua chơi.
Nếu mà được như thế thì rất nhiều lợi ích đối với đứa trẻ. Cháu không cảm thấy chán học, cháu không thấy cảm thấy gò bó, và tiết học như một cái hoạt động chơi của các con thôi. Nhưng cái hiệu quả đem lại rất là tốt. Khi trẻ thoải mái thì trẻ sẽ tự biết là mình cắt như thế nào cho nó đẹp theo ý của mình, chứ không phải cố gắng là làm theo một cái con đường hướng dẫn của giáo viên. Còn trẻ có thể là cắt theo đường lượn hình tròn hoặc là đường thẳng, là theo cái ý tưởng của trẻ, và có sự giám sát của cô giáo xem là cái kỹ năng đấy nó có thuộc trong cái phạm vi trẻ được làm hay không. Phương pháp giáo dục STEM là phương pháp giảng dạy tích hợp nhằm trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng liên quan đến 5 lĩnh vực là Science, khoa học, Technology, công nghệ, Engineering, kỹ thuật, Arts, nghệ thuật, Mathematics, toán học, tạo thành nền tảng tư duy sáng tạo cho trẻ mầm non. Từ năm học 2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hòa Bình đã chỉ đạo 31 cơ sở giáo dục mầm non căn cứ vào điều kiện thực tế về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, khả năng của trẻ và mục tiêu giáo dục để linh hoạt ứng dụng giáo dục STEM vào giảng dạy. Thông qua cái buổi chuyên đề xây dựng về và thiết kế cái phương pháp ứng dụng phương pháp giáo dục STEM ngày hôm nay ở trường mầm non Sao Mai thì tôi cảm thấy rất là bổ ích, và tôi rút ra được nhiều cái kinh nghiệm cho bản thân mình. Tôi thấy là trẻ được hoạt động, được trải nghiệm, được làm, và qua đó thì tôi cảm thấy là bản thân mình được trau dồi kiến thức, được có thêm nhiều cái kinh nghiệm cho bản thân, và qua đó thì tôi mong muốn rằng là tôi sẽ đưa cái phương pháp STEM này để ứng dụng trong cái trường mà tôi đang giảng dạy ạ. Với cách học này, giáo viên không chỉ đơn thuần là người giảng dạy mà còn là người hỗ trợ trẻ về học tập các kỹ năng nhận biết. Từ đó trẻ được trải nghiệm, kích thích trí tò mò, khơi gợi trí tưởng tượng, sự sáng tạo và hứng thú khám phá, rèn luyện tính kiên trì, nhẫn nại và ý thức làm việc nhóm. Bên cạnh đó, giáo viên nhà trường còn tích cực tìm tòi sáng tạo trong việc sưu tập nguyên vật liệu tự nhiên và tái chế phục vụ cho dự án mà trẻ thực hiện. Nâng cao cái nhận thức của bậc phụ huynh, họ cũng rất là nhiệt tình tham gia để ủng hộ nhà trường trong tất cả các hoạt động, và đã sưu tầm những cái đồ dùng, đồ chơi cũng như là những cái nguyên vật liệu để cho các cháu hoạt động. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hòa Bình tiếp tục chỉ đạo các trường học thực hiện theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chú trọng công tác tập huấn cho cán bộ quản lý giáo viên về các hoạt động giáo dục STEM, khuyến khích các cơ sở giáo dục mầm non phát huy lợi thế, điều kiện sẵn có để tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, tạo môi trường an toàn, thân thiện, giúp trẻ phát triển toàn diện. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn theo dõi trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.